điểm nhấn về công nghệ chính là sử dụng công nghệ mapping. Cái không gian trên mái nhà Thái Học là một cái không gian rất là đặc biệt. Chúng ta thấy là với sử dụng công nghệ này thì nó không ảnh hưởng đến cái cảnh quan của di tích, nhưng nó lại làm nổi bật lên cái vẻ đẹp về kiến trúc của di tích và truyền tải được những câu chuyện về những giá trị tinh thần của Văn Miếu Quốc Tử Giám, đó chính là Đạo học Việt Nam. Ra mắt chương trình này, chúng tôi mong muốn tôn vinh những giá trị của di sản Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đạo học Việt Nam trên nền tảng những ứng dụng của khoa học công nghệ và với một sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ, sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi lần em đi qua Văn Miếu buổi tối thì em rất là sợ, bởi vì là rất là âm u ạ. Nhưng mà hôm nay được vào đây, khi mà có thêm ánh sáng, có thêm âm thanh và có nhiều cái trải nghiệm khác. Ngoài cổng là có cái đọc sách, và em vào đây thì em được thử cái trải nghiệm thực tế ảo, trải nghiệm như là ngày xưa của các ông cha ta đã được học ở đây như thế nào. Thì em cảm thấy là rất là thiết thực và dễ nhớ và dễ hiểu hơn ạ. Được sống lại như với là một cái quá khứ xa xưa của ông cha về cái đạo học, khi mình được xem cái sản phẩm tinh hoa đạo học của Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày hôm nay. Mình tin chắc rằng cái sản phẩm bằng cái công nghệ mapping này thì sẽ được tiếp cận đến với công chúng nhiều hơn và có một sức hút lớn hơn đối với công chúng, không những ở trong nước mà là cả quốc tế.